Kính chào các bạn ngày nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Kim Jong Un trở lại, bí ẩn vẫn được che giấu. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ bảy phản ứng về những tin tức cho hay lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đã xuất hiện trở lại trước công chúng bằng một dòng tweet và nói rằng: "Bản thân tôi mừng khi thấy ông ấy trở lại và khỏe mạnh." Sau 3 tuần vắng bóng gây ra nhiều lời đồn đoán về tình trạng sức khỏe, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã xuất hiện trở lại trên truyền hình nhà nước. Đây là hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un cắt băng khánh thành nhà máy phân bón vào hôm 1 tháng 5. Phía sau là cô em gái Kim Il-sung. Hãng tin chính thức của nhà nước Triều Tiên KCNA vào ngày 2 tháng 5 loan tin là ông Kim Jong-un vào hôm 1 tháng 5 vừa khánh thành một nhà máy phân bón ở phía Bắc Bình Nhưỡng. Kèm theo bài báo là nhiều bức ảnh về sự kiện này, trong đó có bức ảnh chụp lãnh đạo Bắc Triều Tiên với người chị và cũng là cố vấn Kim Il-sung. Từ Seoul, thông tín viên Frederick gửi về bài tường trình như sau: các bức ảnh cho thấy một Kim Jong Un cười rất tươi, có vẻ vẫn khỏe, đang cắt một băng khánh thành. Thậm chí người ta thấy ông bước đi bao quanh là cả một đoàn quan chức cao cấp, cũng với nụ cười rạng rỡ không kém. Theo hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA, trước một đám đông công nhân, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã khánh thành một nhà máy sản xuất phân bón Suphon ở phía Bắc tỉnh Bình Nhưỡng. Đây rất có thể không phải là những hành động ảnh lồng ghép, bởi vì các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy đúng là nhà máy này đã được xây dựng từ 2 năm nay và rất khó mà ngụy tạo một sự kiện công chúng như vậy. Kim Jong-un có vẻ khỏe mạnh đối với một số người và một số nguồn tin trước đó đã khẳng định là đang trong tình trạng nguy kịch. Sau một cuộc phẫu thuật tim mạch, lãnh đạo tối cao đã không tự điều hành và dự nhiều buổi lễ quan trọng vào ngày 15 tháng 4. Nhưng hiện chưa ai biết nguyên do của sự vắng mặt bất thường này. Đây không phải là lần đầu tiên mà sự mất tích của Kim Jong-un khiến báo chí thi nhau đồn đoán. Các phương tiện truyền thông quốc tế đã đưa ra nhiều tin đồn đến từ nguồn rất đáng ngờ. Sự tái xuất hiện của ông coi như đặt dấu chấm hết cho một giai đoạn đã cho chúng ta biết nhiều điều về sự thu hút của chế độ Bình Nhưỡng đối với thế giới hơn là về bản chất của chế độ này. Khi được hỏi về tin này vào hôm thứ Sáu, ông Trump đã nói: "Tôi không muốn bình luận về chuyện này." Đây là hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Trump gặp nhau bên trong khu phi quân sự ngăn cách giữa Nam và Bắc Triều Tiên vào tháng 6 năm 2019. "Chúng tôi sẽ phát biểu về chuyện này vào một thời điểm thích hợp," ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng. Những tin đồn đoán về sức khỏe của ông Kim đã tràn ngập các mặt báo sau khi ông không xuất hiện trong dịp kỷ niệm sinh nhật của người lập quốc Kim Jong vào ngày 15 tháng 4. Ngày này là một ngày lễ lớn ở Triều Tiên và ông Kim thường trên cương vị lãnh tụ thường đến thăm lăng mộ nơi ông nội an nghỉ. Lần gần đây nhất mà ông xuất hiện trước công chúng là vào ngày 11 tháng 4 khi ông tham dự một cuộc họp của Bộ Chính trị của Đảng Lao động cầm quyền. Sau vụ vắng mặt tại lễ kỷ niệm, một hãng thông tấn ở Hàn Quốc chuyên đưa tin về Triều Tiên loan tin ông Kim đang hồi phục sau một cuộc phẫu thuật về tim mạch. Sau đó xuất hiện một loạt các bản tin chưa được xác nhận về tình trạng của ông và nơi ông hiện diện. Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 5 tiếp tục đưa ra lập trường tích cực về tình hình sức khỏe của ông Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và khẳng định ông Kim không hề phẫu thuật như lời đồn. Theo hãng tin Yonhap, một quan chức giấu tên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tính thời nay, đánh giá của chính phủ Hàn Quốc là ông Kim Jong-un không hề phẫu thuật. Nhiều tin tức nói rằng Chủ tịch Kim đã trải qua một cuộc phẫu thuật dựa theo một số khác biệt trong cách ông ấy bước đi. "Chúng tôi có lý do tin rằng không hề có cuộc phẫu thuật nào cả, nhưng không thể tiết lộ những chi tiết như vậy." Đó là chia sẻ của một vị quan chức tại Nam Triều Tiên. Trong thời gian qua, tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Đây là hình ảnh bức ảnh của KCNA được chụp vào ngày 1 tháng 5 năm 2020 mô tả ông Kim Jong-un tham quan nhà máy phân đạm phốt phát tại tỉnh Pongan, Nam. Tất cả các xuất phát từ một bản tin trên trang Daily NK của Hàn Quốc. Trang này nói ông Kim đã phẫu thuật và không xuất hiện từ ngày 11 tháng 4. Nhiều tờ báo và hãng tin khác đã bắt thông tin này và tạo ra nhiều cơn đồn đoán xung quanh sức khỏe của vị lãnh đạo Triều Tiên. Một nguồn thạo tin tình báo từ chính phủ Mỹ nói với hãng Reuters rằng Washington tin chắc là ông Kim còn sống. Dù vậy, Mỹ vẫn chưa thể khẳng định những hình ảnh mới được tung ra là xác thực, cũng như giải thích về lý do ông Kim biến mất trong nhiều ngày qua. Ngày 4 tháng 5, Rong Dong Shin, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn các tuyên truyền viên nhà nước 3 ngày sau khi ông xuất hiện công khai tại một buổi lễ sau những đồn đoán về sức khỏe. Tờ báo này cho biết, đồng chí Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn tới những tuyên truyền viên gương mẫu vì đã thực hiện trách nhiệm và vai trò của họ với tư cách là những nhà tuyên truyền cơ bản, theo đó giúp người lao động thực hiện các chính sách của Đảng.
và trong các diễn biến liên quan, vào ngày 3 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tái khẳng định mục tiêu của Washington là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và kiến tạo một tương lai tươi sáng cho người dân Triều Tiên. Tuyên bố trên được đưa ra sau một vụ đấu súng tại khu phi quân sự DMZ ở biên giới Triều Tiên xảy ra vào cùng ngày. Trả lời phỏng vấn của chương trình Think Week của hãng tin ABC News, Ngoại trưởng Pompeo đã nhận định vụ đấu súng vừa qua là không có chủ ý. Theo ông Pompeo, sứ mệnh của chúng ta vẫn không thay đổi, đó là thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, chứng thực điều này và sau đó là kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho người dân ở Triều Tiên. Đó là những gì Tổng thống Donald Trump vẫn luôn chú trọng kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ và là những gì Washington sẽ nỗ lực hướng tới. Và biên giới Liên Triều đã có phần căng thẳng vào ngày 3 tháng 5 khi phía Triều Tiên bắn một số phát súng về phía một trạm quan sát của Hàn Quốc tại khu phi quân sự, khiến phía Hàn Quốc bắn trả. Không bên nào thiệt hại hay thương vong, một quan chức của Hàn Quốc cũng nhận định vụ nổ súng từ phía Triều Tiên là không có chủ đích. Đây là hình ảnh lính biên phòng Triều Tiên. Tuy nhiên, giới quan chức quân sự Hàn Quốc xác nhận vụ việc này vi phạm thỏa thuận quân sự Liên Triều ký năm 2018 nhằm xây dựng lòng tin và giảm căng thẳng ở khu vực biên giới, làm dấy lên những lo ngại phát sinh căng thẳng mới có thể làm tổn hại đến các nỗ lực nối lại đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên cho đến nay coi như vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi ký hiệp định đình chiến vào năm 1953. Vào tháng 9 năm 2018, nhân cuộc họp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng, Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Kim Moon-jin đã ký thỏa thuận, trong đó có việc làm giảm căng thẳng quân sự ở biên giới hai miền. Nhưng cho đến nay, phần lớn các thỏa thuận này không được thực hiện. Seoul cũng ghi nhận Bắc Triều Tiên có một số hoạt động không bình thường trên bộ, vùng duyên hải, vùng biển Nhật Bản, khu vực giáp danh với Trung Quốc trên biển Hoàng Hải, trong bối cảnh có nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng Yonhap, vào ngày 24 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kong Du cho biết trong những ngày qua, Bắc Triều Tiên đã có một số hoạt động quân sự khác thường như thanh tra lực lượng pháo binh, gia tăng các phi vụ tập huấn tác chiến. Bình Nhưỡng cũng tiếp tục phát triển chế tạo vũ khí và từ chối đối thoại với Seoul. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã lưu ý như vậy. Yonhap cũng dẫn lời một sĩ quan cao cấp cho biết thêm, ngoài các cuộc tập trận pháo binh trong tuần qua, Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm một loạt tên lửa có thể thuộc loại hành trình phóng ra biển Nhật Bản. Cùng ngày, các chiến đấu cơ loại Sukhoi MiG của không quân Bắc Triều Tiên tuần tra trên bầu trời thành phố cảng Wonsan phía đông Bình Nhưỡng, phóng một loạt tên lửa không đối địa xuống biển Nhật Bản. Bắc Triều Tiên còn thực hiện các phi vụ quan sát tuần tra trên biển Hoàng Hải, trong vùng giáp danh với Trung Quốc. Cũng theo Yonhap, không quân Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc một cuộc tập trận chung kéo dài 4 ngày. Đến ngày cuối cùng là hôm nay, 24 tháng 4 mới loan báo. Cuộc tập trận này là lời cảnh cáo đối với Bình Nhưỡng. Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, một trong những số ít các quốc gia không có ca nhiễm cúm Vũ Hán nào cho đến lúc này, đẩy mạnh xét nghiệm và đã cách ly hơn 500 người, theo Tổ chức Y tế Thế giới chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh một sĩ quan đang phổ biến các lệnh cách ly nghiêm ngặt cho đơn vị của mình để phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới nhận được thông báo cập nhật hàng tuần từ Bộ Y tế Triều Tiên và cho biết quốc gia này có khả năng xét nghiệm cúm Vũ Hán nhờ vào các phòng thí nghiệm quốc gia ở thủ đô Bình Nhưỡng. Kể từ ngày 2 tháng 4, 709 người, bao gồm 11 người nước ngoài và 698 người Triều Tiên đã được xét nghiệm cúm Vũ Hán. Triều Tiên không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào, tuy nhiên có 509 người bị cách ly, bao gồm 2 người nước ngoài và 507 công dân nước này. Tiến sĩ Edwin, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Triều Tiên, nói với hãng Reuters như vậy. Kể từ ngày 31 tháng 12, 24.000 người đã hoàn tất thời hạn cách ly và rời khỏi khu cách ly, trong đó có 380 người nước ngoài, ông Savara nói tiếp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Trung Quốc đã gửi các dụng cụ xét nghiệm virus corona chủng mới gây bệnh cúm Vũ Hán cho Triều Tiên vào tháng 1 năm 2020. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã gửi vật tư y tế hỗ trợ Triều Tiên. Đến nay, đại dịch cúm Vũ Hán đã lây nhiễm cho hơn 3,5 triệu người trên khắp thế giới và làm chết hơn 248.000 người tại 212 quốc gia, vùng lãnh thổ, ngoại trừ Triều Tiên, Lagos, Tajikistan, Turkmenistan, Yemen. Các chuyên gia và các tổ chức nhân đạo đã kêu gọi Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên để viện trợ nhân đạo, hỗ trợ nước này ứng phó đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Một số chuyên gia nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc tỏ ra nghi ngờ việc Triều Tiên
dù giáp với Trung Quốc và Hàn Quốc, vốn đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch cúm Vũ Hán, nhưng lại không phát hiện bất kỳ ca nhiễm nào. Kể từ khi đại dịch bùng phát, từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm ngoái, Triều Tiên đã tăng cường kiểm soát biên giới và áp dụng các biện pháp kiểm soát ngặt nghèo, theo hãng thông tấn KCNA của truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên. Đây là hình ảnh các nhân viên y tế Triều Tiên đang xịt khử trùng ở một bệnh viện. Bộ Tài chính Mỹ đã miễn cấm vận với các mặt hàng viện trợ như thiết bị chuẩn đoán, máy thở oxy cho các quốc gia bị áp lệnh trừng phạt như Triều Tiên để đối phó với dịch cúm Vũ Hán. Một chỉ huy quân sự của lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn bộ lực lượng vũ trang trong vòng 30 ngày và mới khôi phục lại đợt huấn luyện tập trận gần đây. Chúng tôi đã áp đặt lệnh phong tỏa, chúng tôi phải rất cẩn thận đề phòng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Chúng tôi không có bất kỳ ca nhiễm nào, một nhà ngoại giao của Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã nói với hãng Reuters như vậy. Một sự bùng phát dịch bệnh có thể nhanh chóng trở thành một tai họa nhân đạo tại nước này khi Bắc Triều Tiên nghèo khó. Nước này không có cơ sở hạ tầng hay các trang bị y tế cần thiết để chống lại virus một cách thích ứng. Các chuyên gia đã cảnh báo như vậy. Một số phát ngôn viên của tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là tổ chức này đã nhận được yêu cầu chính thức của nhà cầm quyền Triều Tiên vào đầu tháng 2 là củng cố khả năng quốc gia để chuẩn bị một vụ bùng phát dịch cúm Vũ Hán có thể xảy ra. Phát ngôn viên này nói thêm, chúng tôi hiện đang có kế hoạch và chuẩn bị hiến tặng các trang bị y tế. Theo các giới chức, không có ca nào được báo cáo dù xác nhận hay nghi ngờ. Tuần trước, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã vận động được 500 người tình nguyện tại 4 tỉnh gần biên giới Trung Quốc. Những người tình nguyện này sẽ hỗ trợ những công việc và nỗ lực kiểm tra, quảng bá việc thực hiện vệ sinh, tổ chức này nói. Ngày 13 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên dễ lây nhiễm virus và đang chuẩn bị những nỗ lực nhanh chóng của các tổ chức cứu trợ quốc tế để giúp đỡ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020 với bản tin Kim Jong-un trở lại, bí ẩn được che giấu. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.